Xin kính chào toàn thể cô chú và anh chị đã trở lại với kênh YouTube của Xế Đẹp 88 cũng như là fanpage Facebook là Đạt 88. Ngày hôm nay em sẽ chia sẻ cho các bác về một số các mẫu xe, các dòng xe Kia hiện tại đang có mặt tại salon của Xế Đẹp 88. Em sẽ chia sẻ nhanh về một số cái mẫu xe mới cập bến rồi các bác nhé. Thì đầu tiên là cái mẫu xe biển số 20C21035. Đây là một mẫu xe dòng xe Kia K190 đời 2017. Đã trang bị đầy đủ điều hòa rồi, sàn sóng nguyên bản, xe zin toàn bộ, cam kết xe không đâm đụng, không ngập nước, không thủy kích, tất cả mọi thủ tục sang tên đổi chủ nhanh chóng dễ dàng các bác nhé. Một mẫu xe biển số Thái Nguyên 20C21035. Cái mẫu xe này em đã có cái video và hình ảnh rất là chi tiết rồi. Nên video báo giá này em sẽ báo giá nhanh thôi để các bác có thể nắm được những cái mẫu xe mới cập bến salon các bác nhé. Với cái mức giá đang chia sẻ cho mẫu xe tải trọng 1.9 tấn, chiều thùng là 3m2 này, với cái mức giá là 285 triệu đồng các bác nhé. 285 triệu đồng. Ok, tiếp theo em sẽ chia sẻ nhanh thôi. Tiếp theo chúng ta cùng đến với cả những mẫu xe. Mẫu xe biển số 17C03832. Đây là một mẫu xe dòng xe Kia K2700 đời 2013. Một mẫu xe tải trọng là 1 tấn 25, hạ tải xuống còn 1 tấn với cái mức tiêu hao nhiên liệu cho cái dòng xe K2700 tải 1 tấn 25 này trong vòng 100 km, giúp khoảng tầm 7 đến 8 lít dầu trên 100 km các bác nhé. Trang bị đầy đủ điều hòa đã sàn rồi. Xe thì cam kết cho các bác là cam kết xe không đâm đụng, không gặp nước, không thủy kích, tất cả mọi thủ tục sang tên đổi chủ đều nhanh chóng dễ dàng. Đó. Kia K2700 đời 2013 với cái mức giá đang chia sẻ cho mẫu xe này là 225 triệu đồng. Tiếp theo đây đó là một mẫu xe biển số 98C03124. Mẫu xe này em đã có cái video chia sẻ khá chi tiết cùng với cả cái mẫu xe K200 đời 2009 rồi. Mẫu xe này đang được chia sẻ với mức giá là 225 triệu đồng cho mẫu xe biển 98C03124 Kia K2700 đời 2013, mức giá là 225 triệu đồng. Đã được trang bị đầy đủ điều hòa lốp xe. Các bác mà đang có cái nhu cầu về mẫu xe như thế nào ấy, thì nhanh tay liên hệ em hoặc để lại điện thoại hoặc kết bạn Zalo là 0975 180 777, 0981 188 765, thì các bác sẽ nhận được những cái hình ảnh và những cái video nó chi tiết và những tư vấn nó cụ thể nhất cho từng mẫu xe và từng tầm giá phù hợp với cả nhu cầu công việc của từng người các bác nhé. Các bác liên hệ em thì sẽ có những cái mức giá tốt nhất cho các bác vào cái thời điểm dịch này. Thì giờ này em sẽ chỉ báo giá nhanh và thoáng qua thôi, thì các bác mà đang quan tâm mẫu xe nào thì có thể là thì liên hệ em. Em sẽ báo giá nhanh để các bác thể nắm được những cái mẫu xe mới cập bến. Tiếp theo là mẫu xe biển số 21C04376. Đây là một mẫu xe dòng xe Kia K2700 đời 2010. Và cái mức giá đang được chia sẻ cho mẫu xe này là 175 triệu đồng các bác nhé. 175 triệu đồng. Đầu chương trình em sẽ chia sẻ những cái dòng xe sử dụng hệ thống treo bằng càng chữ A, thụt nhún, chạy tiêu hao nhiên liệu, đi vào những cung đường bằng phẳng, địa hình bằng phẳng thì rất phù hợp, nhất là cái khu vực thành thị, đồng bằng. Các bác chở hàng tầm 2 tấn, 2 tấn rưỡi đổ lại thì mẫu xe này rất là phù hợp các bác nhé. Xin được, em xin được chia sẻ vào giá lại mẫu xe này, mẫu xe biển số 21C04376, mẫu xe dòng xe Kia K2700 đời 2010. Một mẫu xe tải tải trọng 1.25, hạ tải xuống còn 970 kg. Các trang bị đầy đủ điều hòa, lót sàn, ghế đã được bọc ra rồi. Với cái mức giá ta chia sẻ cho mẫu xe này là 175 triệu đồng các bác nhé. Tiếp theo đây chúng ta cùng đến với cả một mẫu xe dòng xe Kia K2700 đời 2012. Mẫu xe biển số 36C04458. Đây là một mẫu xe đời 2012 K2700, tải trọng là 1 tấn 25, hạ tải xuống còn 1 tấn. Đã trang bị đầy đủ điều hòa lót sàn rồi. Với cái mức giá đang được chia sẻ cho mẫu xe này là 215 triệu đồng các bác nhé. 215 triệu đồng. Đó. Mẫu xe này là một mẫu xe tương đối là xuất sắc, với cái mức giá nó phù hợp, tầm tiền nhô 200 một chút, bác sở hữu mẫu xe này rồi. Sơn gì gần như toàn xe các bác nhé. Đây toàn bộ không gian nội thất của chiếc xe này đây. Nội thất của chiếc xe biển số 36C04458 Kia K2700 đời 2012. Xe thì đã được trang bị đầy đủ điều hòa lốp sàn rồi. Xe cam kết không đâm đụng, không ngập nước, không thủy kích, mọi thủ tục sang tên đổi chủ nhanh chóng dễ dàng. Các bác có thể trực tiếp lên xem xe tại địa chỉ là phố Giang Khánh, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên để nhận được những cái tư vấn và trực tiếp trải nghiệm xe, để có những cái đánh giá tốt nhất và lựa chọn cho mình những cái chiếc xe nó phù hợp với cái nhu cầu công việc và nhu cầu tài chính của mình các bác nhé.
Ok, thì vừa rồi đó là cái chia sẻ về cái mẫu xe Kia K2700 đời 2012, một mẫu xe tải trọng 1,25 tấn, hạ tải xuống còn 1 tấn, đăng kiểm còn dài, đăng kiểm từ tháng 10 năm 2021 các bác nhé. Và những cái đời 2012 này thì nó đã xuống đăng kiểm còn 6 tháng rồi, đời 2013 cũng xuống 6 tháng rồi các bác nhé. Một lần nữa em xin chia sẻ và báo giá lại mẫu xe này, mẫu xe biển số 36C04458 Kia K2700 đời 2012 với mức giá đang được chia sẻ trên toàn hệ thống cho mẫu xe này là 215 triệu đồng các bác nhé. Và các bác trực tiếp lên xe để có được những cái mức giá tốt nhất và ưu đãi nhất các bác nhé. Tiếp theo chúng ta cùng đi vào sâu bên trong đây. Em xin chia sẻ thêm cho các bác về một mẫu xe dòng xe Kia K2700 đời 2009 nữa. Một mẫu xe đẹp xuất sắc đời 2009 nhưng đẹp như 2012-2013. Và cái mức giá đã rất là phù hợp thôi. Đi sâu vào đây chúng ta cùng đến với cả cái mẫu xe. Hiện tại em đang có rất nhiều các mẫu xe dòng xe Kia, Kia K3000, K140, K165, K200 đây. Một mẫu xe biển số 99K9433. Mẫu xe này em đã có video chia sẻ và quay chi tiết rất là kỹ càng rồi. Một mẫu xe đời 2009 với cái mức giá đang được chia sẻ cho mẫu xe này là 175 triệu đồng các bác nhé. 175 triệu đồng. Mẫu xe dòng xe Kia K2100, dòng xe Kia tải trọng là 1,25 tấn. Xe thì vẫn được ghế nguyên bản các bác nhé, chưa có bọc da gì cả, vẫn được ghế nguyên bản đấy. Toàn bộ phần nội thất đây rất là sạch sẽ này. Mẫu xe này em về coi như chưa có dọn rửa gì các bác nhé. Đây là những cái nguyên bản và mộc nhất của nó. Trang bị đầy đủ điều hòa lót sàn rồi, trung tâm giải trí đài FM. Đó. Đây sàn đẹp căng này, không có chút móp méo cong vênh nào cả các bác nhé. Đối với cái dòng xe tải cũ chúng ta phải kiểm tra kỹ lưỡng phần máy móc cũng như là gầm bệ, xem xe có bị đâm đụng va chạm hay chưa, xem chất lượng sàn sóng cũng như là khung gầm chassis nó có còn ổn định hay không, tốt hay không để phục vụ tốt cho cái nhu cầu công việc vận tải của mình, tránh mua phải những trường hợp mà xe chassis nó bị cắt bóng, bị gãy sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cái quá trình vận tải của chúng ta. Tiếp theo là phần lót sàn của chiếc xe này, sàn thì đã được lót sàn tôn rồi các bác nhé. Trước đó người ta chở hàng rất là nhẹ nhàng thôi, đó nên họ không cần phải lót quá là kỹ, có thể có khả năng mở tốt được 3 bình thanh. Nó thế này có thể mở tốt 3 bình thanh thôi nhé. Đó. Một mẫu xe dòng xe Kia K2700 đời 2009 với cái mức giá đang được chia sẻ và cùng trên và mỗi hệ thống cho mẫu xe này là 175 triệu đồng, 175 triệu đồng các bác nhé. Ok, một lần nữa em xin được chia sẻ và báo giá lại mẫu xe này, mẫu xe dòng xe Kia K2700 biển số 99K9433 đời 2009, đẹp như 2013, đăng kiểm còn dài, đăng kiểm tới tháng 12 năm 2021. Với cái mức giá đang được chia sẻ cho mẫu xe sử dụng hệ thống treo bằng càng chữ A này là 175 triệu đồng các bác nhé, 175 triệu đồng. Thì vừa rồi đó là những cái chia sẻ và báo giá về những dòng xe Kia K2700 hiện tại đang có mặt tại salon của CD88 cũng như là Đạt 88. Tiếp theo thì em sẽ cùng chia sẻ thêm cho các bác về những cái mẫu xe, các dòng xe Kia K3000, K165. Tiếp theo là cái mẫu xe dòng xe Kia K3000, đây là một mẫu xe biển số 28C00475, đây là một mẫu xe tải trọng 1,4 tấn, hạ tải xuống còn 1,1 tấn, 1,2 tấn. Đã được trang bị đầy đủ điều hòa lót sàn rồi, đăng kiểm còn dài, đăng kiểm từ tháng 11 năm 2021. Với cái mức giá đang được chia sẻ cho mẫu xe này là 235 triệu đồng các bác nhé, 235 triệu đồng cho mẫu xe dòng xe Kia K3000 đời 2012. Em sẽ chia sẻ nhanh những mẫu xe mới về thôi. Đó. Sang đây chúng ta cùng đến với cả cái mẫu xe này em đã có cái video chi tiết rồi. Mẫu xe biển số 14C20832 Kia K165 đời 2017 với cái mức giá là 355 triệu đồng. Và tất nhiên sẽ có cái mức giá tốt hơn thì các bác trực tiếp lên xem xe tại địa chỉ là phố Giang Khánh, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Và liên hệ qua các số điện thoại là 0975 180 777, 0981 188 765 các bác nhé. Tiếp theo đây là một mẫu xe màu trắng nữa. Mẫu xe đây là một mẫu xe dòng xe Kia K165 đời 2017.
với cùng mức giá là 355 triệu đồng và chắc chắn sẽ có mức giá tốt hơn. Đó. Tải là 2,4 các bác nhá. Đăng kiểm còn rất là dài, đăng kiểm từ tháng 3 năm 2022. Xe thì đang được rút hồ sơ rồi. Nên các bác mà đang có cái nhu cầu thì liên hệ em ngay, thì vấn đề sang tên chính chủ mình trong vòng một đốt nhạc thôi các bác nhá. Đó thì vừa rồi đó là những cái chia sẻ về những cái mẫu xe mới cập bến salon mới về. Nên các bác mà đang có, hiện tại đang có rất nhiều các mẫu xe dưới trong này. Đó, không ra chưa cho phép. Nên là hiện tại các bác đang có nhu cầu về mẫu xe nào thì liên hệ em qua các số điện thoại được ghi trên hình là 0975 180 777 0981 188 765. Vừa rồi là em sẽ chia sẻ nhanh những cái mẫu xe dòng xe sử dụng hệ thống treo bằng càng chữ A thụt lún như dòng xe K2700, K190 và một số mẫu xe dòng xe Kia K3000, K165 mới cập bến salon của Xe Đẹp 88 cũng như là Đạt 88. Các bác đang có nhu cầu về mẫu xe như thế nào, vui lòng liên hệ em qua số điện thoại ghi trên màn hình. Cảm ơn các bác đã theo dõi video chia sẻ báo giá nhanh ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bác ở những video chia sẻ và báo giá lần sau.